dù muôn phương hôm nay mình hồi ngộ. Rồi vô luôn ấy. Chúng ta ngồi ông tối bao nhiêu năm đối với phong bao nhiêu năm trải qua nhiều giông bão, nay hội tụ về đây cách mặt chẳng xa. Còn đâu những sáng mai hồng tung tăng đùa nghịch với mái trường thân yêu. Còn đâu khi nắng ngã về chiều thước tha tà áo trắng em đã yêu nét thẹn thùng. Ngày nào ta dệt mỏng mỏng lung tuổi hoa niên ấp ủ với bao niềm ước ao. Vào đời vỗ cánh bay cao vì miếng cơm manh áo lao đao cả cuộc đời. Như đồn thuyền lướt sóng xa khơi băng băng thẳng tiếng giữa biển trời mênh mông. Nhưng có thuyền lại gặp cảnh bão giông cậy chèo quay lái ước mong chẳng đạt thành. Trong chúng ta ai cũng muốn công thành danh tồi, cuộc sống của mỗi người ai chẳng muốn cao sang. Tương lai danh phận rõ ràng, bỏ công đèn sách đem về vang cho gia đình. Cuộc đời với thế thái nhân tình, hôm nay hội ngộ chúng mình hiểu nhau. Dù thời gian áo có thay đổi màu, nhưng tình bạn cũ xa nhau chẳng cách lòng. Đời học sinh là lứa tuổi tấn công, giờ đây ngồi lại ngước trong thời gian. Nhờ thầy cô chuẩn bị hành trang, vào đời ta mãi kêu mang ơn cô thầy. Qua rồi lứa tuổi thơ ngây, bao năm chứng chạc vào đời muôn phương. Hôm nay trở lại thăm trường, làm sao tìm được nét thân thương hôm nào. Chim bằng vỗ cánh bay cao, tìm về kỷ niệm chạc vào trong ta có nữ sinh. Cô nữ sinh ấy là mẹ là bà, còn đâu áo trắng thước tha nét dịu hiền. Dù quan chức khoa học hay chuyên viên, kỹ sư bác sĩ, mỗi miền non sông hay làm nông nghiệp doanh nhân vẫn chung ngày ấy với mái trường thân yêu. Xa nhau càng nhớ nhau nhiều, xa nhau càng nhớ nhau nhiều. Tình thầy cô tình bè bạn vẫn ấp yêu ở trong lòng. Hè về đỏ thắm phượng hồng, ngày nào hoa phượng cài lên tóc cô nàng. Bao năm nay gặp mặt bọn mình, bao nhiêu ký ức thắm tình trong ta. Người xa lòng về đâu xa, cùng nhau ta hát bài ca buổi tương phùng. Rượu nồng ta hãy ca hôm nay đánh dấu. của chúng ta ở từng vị trí ngồi. Cô Cầm Thị Thu Trang, thầy Đào Đức Dương và thầy Võ Thanh chúng ta không. Xin chào bạn người anh của ta và là người thầy các thế hệ sau này, đó là thầy Nguyễn Tổng đã dựng lên thành lập của chúng ta. Năm 8 nguyên tổng thư ký của ban thị học sinh để năm 1901. Các lớp cận nghề chúng ta hôm nay có sự hiện diện của bạn Khổng Xuân Hiền và bạn Phong Trọng về hôm nay có 60 bạn bao gồm cả Du và Rễ. Chúng ta hãy cho càng hấp tay nông nghiệp. Tôi xin lỗi trong phần khách mời quý vị khách quý. Thưa các bạn, trước đây vào thời còn cấp sách lịch trường buổi sau của lễ học đòi đầu tuần thì tất cả các học sinh trường Để đều đồng ca hát lên bài hát Hướng Về. Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, trong điểm vui của ngày hội bộ hôm nay, quý thầy Trung Hân, thầy Nguyễn Vũ Chính, thầy Nguyễn Mộng Giáp, thầy Võ Ái Ngự, thầy Nguyễn Kiên Ba, thầy Phạm Xuân Ẩn, cũng như cầu nguyện linh hồn các bằng hữu đồng môn, đồng khóa sớm đi về hội hết. Kính mời tất cả chúng ta cùng dành cho mặt. Kính mời quý thầy cô, các bạn, quý khách mời chúng ta. Cuộc hội ngộ để kỷ niệm 5 năm vào trường ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là làm sống lại những hoài niệm về quê hương, về trường cũ, mà hơn thế nó còn minh chứng cho chúng ta cái mối liên hệ của bạn bè trường lớp. Sẽ thay mặt một tổ chức phát biểu câu dòng tâm sự mở đầu của buổi gặp mặt. Cường Để giống như những người còn lại xin phép sâu động cái lớp kịch ánh mắt cử chỉ và áo dài trước ta trong những bài học kỷ niệm học đường như những làn sấm lanh tanh hổ nhẹ mạn thuyền. Giờ đây mỗi người trong chỉ trang bị ra những đứa con rời tổ ấm từ giả môi trường Cường Để chăm chút kỹ vật ước mong mới cho tương lai và thế hệ chia xa. Thế, mong ước là điều tảo tận buôn bé hạnh phúc gia đình. Hơn 40 năm giờ gặp lại những cánh nhiên đã tụ hội về đây chia sẻ bao nhiêu với mấy người. Thưa các bạn, đó ngày vui học mặt này khác nhau rất là nổi tiếng. Các bạn vào trường Sư Phạm Quy Nhơn, các bạn vào Đại học Phú Thọ, tức là trường đại. Trước tiên, chúng tôi xin giới thiệu bạn Huỳnh Hiện Tài, thay mặt cho anh chị em giáo sinh sư phạm khóa. Và kính thưa quý thầy cô, các anh chị và anh cùng các bạn có mặt hôm nay, một điều hết sức là cảm phục cho ban tổ chức đã tạo cái việc hôm nay nhìn thấy thầy cô đang ngồi trước mặt cũng như các anh chị và các bạn. Đó là điều mong muốn rất là lớn, mặc dù ở xa xôi. Sáng nay từ Đà Lạt về vừa đã quy nhờ các thầy một tiếng rồi. Anh xin chúc thầy cô sức khỏe dồi dào, có dịp sẽ hội ngộ nơi đây và cũng nhờ ban tổ chức cố gắng tổ chức để chúng tôi có dịp nhìn lại những bạn bè ngày xưa, những thầy cô cùng lên lớp dạy tạo cái kiến thức còn hơn. Xin trân trọng kính chào và biết ơn. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các bạn trong liên hệ 6673 Trung học Cường Để. Bình sinh mọi người cũng chỉ ao ước sống được 80 năm. Tất cả chúng ta hiện diện ở đây đều có một mối quan hệ nghĩa tình hơn nửa đời người. Riêng các bạn trong liên hệ 6673 có hơn nửa đời mang theo tình bạn học, trong đó đa số là tình bạn 50 năm. Tôi xin thay mặt liên đệ nói lên là tâm tình góp nhặt từ một số anh chị em chúng tôi. Từ 43 đến 50 năm trước, nói như Yên Trơn, Nguyễn Minh Chốn, đó là thời học sinh sôi nổi, vô tư và hồn nhiên, với những ước mơ bay bổng và trong sáng diệu kỳ. Và thi vị những Nguyễn Minh Chỉnh thì đó là những ngày cùng tân sách vở, theo đường bay những ước mơ. 43 đến 50 năm trước, chúng ta là những hoàng tử, công chúa học đường của Quy Nhơn. Như Huỳnh Hiện Tài viết, niềm vui càng nhân lên vào ngày khai giảng, vừa hồi hộp vừa tự hào. Lần đầu tiên mặc bộ đồng phục màu trắng tinh khôi với phù hiệu Cường Để trên ngực áo trái. Còn Trần Quy Hùng thì nhớ rằng đi ra đường lúc nào cũng hãnh diện với cái huy hiệu của trường, và dường như ai nhìn thấy cũng có một ánh mắt nể về. Càng hãnh diện hơn là chúng ta đang học ở môi trường có những giáo sư danh tiếng thời bây giờ. Ở đó chúng ta đã tiếp cận với những lời vàng, ý ngọc, hấp thu, hình thành nên những nhân cách độc đáo của thời đại ấy. Nhưng rồi đến một thời mà Hồ Sĩ Đình gọi là nhập nhằng, hoang mang và sợ hãi, là chuyến xe lịch sử đã đưa tôi đi xa thật xa, bỏ lại phía sau lưng những vàng son của cuộc đời, trong đó có bạn bè thân thiết mà có thể tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại, có tình bạn hữu thuần túy trong suốt, không một vết bụi của vị lợi, và cả một tuổi xanh đẹp đẽ vui tươi của tôi vào khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời. Cái tở đến làm chúng ta trở thành bất hạnh, như sống trong cảnh nghịch. Làm Trần Quy Hùng đã viết, thế hệ chúng tôi sinh bất phù thời, sớm một tí sướng hơn, trễ một tí dễ thích đứng hơn. Quả thật chúng ta không đủ lớn để có công và không đủ nhỏ để làm đứa con ruột của văn hóa xã hội. Chúng ta có những trắc trở không tên, có những thất bại không đáng có, và có những niềm đau giấu kín trong lòng. Trở thành những người như Nguyễn Minh Chỉnh cùng bạn bè sách Quy Nhơn trắng chặt hai bàn tay trên. Trong bối cảnh như vậy, tình bạn là cái gì rất xa xôi, phù khí, dù nó vẫn luôn hiện diện và nung nấu trong tim. Đã 30 năm rồi chúng ta lạc nhau trong hoài bão. Hôm nay với nhiều cố gắng từ sự thôi thúc của tình bạn, vấn đề họp mặt kỷ niệm 50 năm vào trường được đặt ra, và nó lập tức gây nên trong nỗi lòng mỗi người những nỗi niềm bồi hồi, xúc động, làm cho chúng ta chợt quay lại với những thông thương xưa. Ban tổ chức đã bỏ nhiều công sức cho ngày họp mặt với ước mong mà được Yên Trơn phát biểu Mong rằng ngày họp mặt chúng ta sẽ trang chứa dạt dào tình thương, kính mến thầy trò, kén khó bạn nữ quá, để mãi mãi trở thành giáo hóa thật đẹp, không phai mờ trong tâm tưởng của mỗi chúng ta. Cuối cùng chúng tôi xin kết thúc bằng hai câu cảm xúc ghi trong lưu bút của sổ lưu niệm. Nửa đời tan lạc trong mây, mừng vui hội ngộ cứ ngây nụ cười. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô, các khách quý, tất cả các anh chị em liên hệ 673, đặc biệt là các bạn nữ đã hiện diện và lắng nghe. Trân trọng kính chào. Kính thưa các thầy cô giáo, đồng nghiệp cùng các em học sinh Cường Để thương mến, trước hết thầy và các thầy cô gửi lời chào thân thiết đến các em học sinh cũ sau 50 năm bây giờ mới gặp lại, nửa thế kỷ. Các em hãy nhìn lên cái bảng mà chúng ta viết một mặt kỷ niệm, cái con số 50 nó gây chúng ta nhiều ấn tượng. Cái con số 50 là con số các em từ cái năm 68 các em đang học, thì thầy về trường là năm 1968. Như vậy thầy đoán ra, thầy suy ra là các em hồi đó là học để ngủ, đúng không? Năm 68. Dạ đúng. Và hồi nãy là có em học sinh cũ là Phạm Đào Pháp có đưa cho thầy một cái tấm thẻ mà hay đeo ở bên, trái các em ngày xưa nhớ không? Ừ. Thì hồi xưa thầy cũng là học sinh Cường Để và thầy cũng rất là hãnh diện được đeo cái bảng mà trong đó là đệ thấp là 1 sao xanh, đúng không? Rồi đến đệ tứ là 4 sao xanh. Hồi nãy Phạm Đào Pháp đưa thầy xem là cái đó là 3 sao đỏ, là lên hàng tá rồi đó, đúng không? Và hồi đó thầy cũng rất là hãnh diện khi mà mang cái bạn học sinh Cường Để có những sao xanh sao đỏ. Và thầy nghĩ rằng hồi nãy có nhiều bạn là nói rằng là cũng rất tự hào được đeo cái bạn đó, đúng không? Và thế trong thời gian dạy ấy, thì thầy có một cái trải nghiệm mà thầy nghĩ rằng chắc có lẽ chúng ta cũng giống nhau ở cái điểm này. Một cái trải nghiệm, cái hồi xưa thầy đi học á, vì mình ngồi hôm nay là họp mặt nhau để mà nhớ lại kỷ niệm xưa, cho nên đó là thầy nhắc lại một cái tổ chức kỷ niệm. Cái hồi thầy đi học đó, mấy thầy cô hay nói rằng là cô, cái đời học sinh là cái đời đẹp nè, các em hãy gắn giữ lấy. Mà không biết là các em có nghe thầy cô nào nói câu đó có không? Thì thầy với bạn bè nói đấy, đẹp gì đâu mà đẹp, dò bài rồi là la mắng đủ thứ, rồi là thi học kỳ 1, học kỳ 2 thì tú tài 1, cái hạt đủ thứ khổ quá nè. Rồi đến khi lên đại học 4 năm trời cũng mong làm sao cho nó ra trường rồi, khổ quá, cứ học hành vất vả. Nhưng mà bây giờ trải nghiệm lại, các em tự nghĩ lại xem, có phải đúng là các thầy cô của thầy đã từng nói câu đó, và thầy cũng từng nói với em như thế. Nhưng mà đôi khi em không tin, ôi thầy cũng nói ăn ủi bọn mình chứ học hành gì mà khổ quá. Một lần dò bài ông cầm cái bút có rà lên, ông rà xuống, cái tim nó rớt ra, đúng không? Mà đùi chẳng may không thuộc bài cái là chết. Đã. Thì hôm nay thầy đứng ở đây, thầy nhìn xuống thấy rằng thầy trò ta cũng tấp bạc gần như nhau. Rồi bây giờ đây là rất cảm động, là chúng ta đứng lên một phút để tưởng nhớ những thầy cô cũ đã ra đi. Còn bây giờ đây các em nhìn đó, giáo sư Cường Để ngày xưa gần 100 người, mà bây giờ quy nhân còn lại đó 4 người ngồi đó, kể cả thầy. Thì những cái buổi họp mặt như vậy rất là cảm động, và thầy đã từng dự rất là nhiều. Ngày mai bây giờ là sẽ gặp nhau ở trường Quốc học để kỷ niệm 95 năm. Rồi chiều mai là 6 giờ thầy với một số các thầy cũng dựng một cái lớp nữa tổ chức. Thì rõ ràng là trong cuộc sống chúng ta trải nghiệm rất nhiều về những cái điều đã qua, mà trong cái kỷ niệm đẹp nhất là cái kỷ niệm của cái thời đi học. Cho nên mới em thấy được là ngày nay là học sinh hay những cựu học sinh ấy, là hay tổ chức những cuộc họp mặt gặp gỡ như vậy để mà còn nhớ đến các thầy cô. Thì một lần nữa thầy cũng như các thầy cô có mặt ở đây, cảm ơn các em còn nhớ đến những thầy cũ để có những cuộc họp mặt, để thầy cô cũng như các em là có dịp gặp nhau để mà trao đổi. Và thực tình có những người học trò thầy không nhìn ra, thực tình như vậy. Đến ngay cả thầy Võ Thanh là bạn đồng nghiệp với thầy, ổng ra trường sau thầy một khóa đó, mà bữa nay thầy nhìn ông thầy nhìn không ra, thay đổi nhanh như vậy. Hồi nãy có bạn nói rồi, người ta không bao giờ tắm 2 lần trên một dòng sông, thế nên thời gian qua rất nhanh. Thôi một lần nữa thầy cũng thay mặt cho anh em giáo viên đây, giáo sư và đại giáo sư, là cảm ơn tất cả các em và mong rằng cũng có dịp đẹp trời nào đó thầy trò Cường Để mình cũng có dịp gặp nhau, bởi vì thời gian nó của các thầy cô nó không còn bao nhiêu nữa. Rồi cảm ơn các em. Thay mặt cho tập thể của chúng ta phát biểu lời cảm nhận và tri ân đến quý thầy. Mời bạn có phát biểu. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa các anh chị khách quý, kính thưa tất cả các bạn vùng Dương Hóa 6673. Tất cả những điều mà chúng tôi muốn nói thì hồi nãy anh Dương Bạt Trung anh đã nói tương đối là chi tiết. Tôi chỉ muốn nói thêm một điều, chúng tôi tức là chúng ta ở đây được may mắn hơn các bạn cùng trang lứa là được chọn vào, được vào học môi trường Cường Để. Chúng em được một tập thể các thầy cô chăm sóc. Lúc đó thì chúng em như thầy Duyên nói hồi nãy đó, tức là chúng em cũng chưa có cảm nhận cái hạnh phúc mình như thế nào đâu. Nhưng mà 43 năm qua sau khi rời trường, tiếp xúc với nhiều cái biến chuyển trong xã hội, nhiều cái môi trường, và trong đó nghe họ nói về các thầy cô giáo thì mới thấy rằng chúng em đã được một tập thể các thầy cô giáo tuyệt vời chăm sóc chúng em. Và ngày hôm nay cũng như là trong quá trình cái tuổi cũng đã lên lão hết rồi, nhìn lại thấy rõ ràng cái sự may mắn của chúng em, nên chúng em được xin phép ngày hôm nay được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy, quý cô đã tận tình dạy chăm sóc chúng em trong 7 năm tại mái trường Cường Để. Thầy Đỗ, mời thầy Hùng. Alo. Tôi xin kính mời bạn Phạm Ngọc Chuyện, bạn Phương Thế Hòa, bạn Nguyễn. bằng cảm xúc của thầy Đạo Đức Duyên và cảm xúc của các bạn. Tôi có một ý mà tôi mong rằng hôm nay 60 anh chị em chúng ta có mặt ở đây đều kính chúc các thầy cô 7 năm nữa, tức là năm 2023 chúng ta cũng về Quy Nhơn để kỷ niệm 50 năm ngày chúng ta rời trường Cường Để. Nếu các bạn ủng hộ trong một tràng pháo tay, và chúng ta phải giữ gìn sức khỏe để gặp nhau trong 7 năm nữa. Và mong rằng là hôm nay chúng ta là những người như Võ Thanh Long nói là những ông cụ 70, những ông cụ 60, và 7 năm nữa những người U70 về tập trung với Quy Nhơn, nhưng nhớ đừng mang theo vậy. Xin cảm ơn tất cả quý thầy cô và các bạn. Anh vô chưa anh ơi, vô đi. Rồi vô. Vô. Chụp nhanh là chụp đó, rồi. Xong. Không hiểu sao mà ổng là lắm gặp mình ta tìm cách sao mà bán mình mày đâu mà mày đói mình mày đâu. Rồi vô lên chứ, không chịu chứ. Cầm lên chứ. Vô đi. Là vô lên, la lên. Vô. Có dùng rồng cho mẹ coi tôi không? À có nè. Rồi vô tiếp đi. Vô nè. Rồi vô la hôn rồng nữa đi. Vô. Vô đừng có vô đi nghe. Vô đi mất. Chạy rồi hả? Tính tiền là không có mày là buồn lắm không? Bạn vô luôn chứ? Rồi bạn kia, rồi bạn kia. Và có thể là chúng ta biết yêu bằng vàng nếu là chuyện nào như là đấy, và sáng ngày mai đó mà hình ra đó. Các bạn có gì thì cứ tham khảo vào tại đây thì họ chúng tôi xin thay mặt nhóm tổ chức chúng ta với thầy cô các bạn hôm nay các bạn uống phải la lần khác không? Bạn uống phải la vô cái coi. Bạn uống là la vô cái đi. Uống phải vô chứ. Chưa chưa chưa. Rồi không chưa? Không chưa? Bắt đầu cầm ly lên. Rồi, chưa? Ly lên. Rồi anh em. 65. Rồi ly lên. 2 3 vô. Rồi, vô đây, vô đây, vô đây. Vô. Còn lại bạn vô. 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 ngồi nhìn cho về lại 50 năm về lại trường xưa. Thì trong cái bài này đó là nó có một cái chi tiết ngoài cái việc mà chúng ta gặp mặt với nhau sau bao nhiêu năm xa cách rồi, thì nó có thêm một chi tiết là cái hồi đó lúc năm 1973 tôi chuyển qua tôi học lớp 12A1 thì lần đầu tiên trong đời học chung với nữ, chúng ta học chung với nữ lần đầu tiên là năm 12. Trong lớp của tôi là có 6 người, trong đó có một người mỗi ngày đi học về là cùng với tôi, cùng tan trường là cùng em tan trường về là khác họ về đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn mong chờ cái thông tin từ đó đến nay. Người đó tên là Hàn Thị Kim Chi, lớp 12A1 1973. Không biết ai có biết tin tức về người đó có thể cho tôi xin. Xin cảm ơn các bạn. Và cái nỗi niềm của tôi cũng đưa vô trong cái bài hát này. Và xin mời các bạn, xin mời quý thầy cô lắng nghe một sáng tác mới của Thành Hữu Hiển, 50 năm về lại trường xưa. Và xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ con đường xưa còn đó, giờ em ở phương nào? 50 năm trở lại thắm thiết tình bạn già, từng thầy xưa bạn cũ nhắc lại chuyện đã qua. 50 năm gặp lại ấm áp tình bạn bè, chuyện tâm tình vui quá rồi mãi sẽ chia xa. Cùng nhau đi ta uống hóa bao ngày chờ đợi, cùng nhau đi ta chúc ngày mai sẽ dung đầy. Cùng nhau đi ta uống hóa bao ngày chờ đợi, cùng nhau đi ta chúc ngày mai sẽ dung đầy. Chúng ta sẽ còn gặp lại vào năm 50 năm ra trường. Xin có một cái tất cả các bạn sau mình một đi. Hôm nay là cái ngày kỷ niệm của tất cả tôi em. Thực sự mình rất là hạnh phúc được đến đây để gặp gỡ các anh. Nhưng đối với em mình thì đó thật là bất ngờ. Khi vào tới đây thì mình cũng hơi ngỡ ngàng. Vì mình không hẳn ở trong nghe họ cũng tham gia các bạn. Nhưng để nói lên cái lòng biết ơn và cái tình cảm với các bạn cùng trường, hôm nay tôi xin hát một bài để tặng những người biết các thầy cô và bạn bè, bạn mang mang qua mang. Và cũng xin nói là khi trước khi hát bài này thì đã được nhiều lắm ca sĩ của thành phố, và anh Thành là ca sĩ của thành phố Quảng Nam, cho nên tôi chỉ là một người bạn đơn giản, tôi không dám nói tiếng Việt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hot. Con nằm kia ở đó. Rồi.